Ngày 14 tháng 9, huyện Đại Từ đã tổ chức Ngày hội việc làm năm 2023 với sự tham gia của 19 doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh, các cơ sở đào tạo nghề, cao đẳng, đại học. Tham gia ngày hội, người lao động và học sinh các trường học trên địa bàn có cơ hội tiếp cận khoảng 5.000 vị trí việc làm thuộc các ngành nghề, lĩnh vực như may mặc, khai khoáng, lắp ráp linh kiện điện tử. Đáng chú ý, có một số doanh nghiệp tuyển dụng không giới hạn. Ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm, kết nối cung cầu lao động là dịp để các đơn vị, doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá hình ảnh, trực tiếp tư vấn tuyển dụng và cung ứng lao động, cung cấp thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài huyện, giúp người lao động nắm bắt thông tin, tạo cơ hội gắn kết giữa người lao động và các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, góp phần giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Nhân dịp này, 30 suất quà từ các doanh nghiệp đã được trao tặng cho các em học sinh có thành tích, sáng kiến, dự án nghiên cứu hỗ trợ người lao động và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đại Từ.